rồi một ngày cũng xuân hết. Và giải thưởng tập thể cổ động xuất sắc nhất thuộc về cổ động viên của đội Diễm Thảo Hồng Hạnh. Chúc mừng tập thể lớp đến từ 38 đi. Xin mời các bạn bước lên sân khấu để nhận phần thưởng cho mình nhất ạ. Xin mời tất cả các bạn cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng từ ban tổ chức. Xin mời anh Đặng Phước Thông, Võ Thế Thương, chi bộ sinh viên 2 lên trao giải thưởng cho tập thể cổ động xuất sắc nhất. Xin mời anh. Xin cảm ơn anh Đặng Phước Thông, xin cảm ơn các bạn cổ động viên. Và sau đây, không để quý vị và các bạn phải đợi lâu nữa,